Tập 21. Cô không sao chứ? Có sao không vậy? Bị thương ở đâu? Cô giả vờ, anh còn biết tránh sao? Đừng quậy. Muộn rồi. Nhanh như vậy sao? Còn sao nữa? Lời của cô không phải thánh chỉ sao? Mặt nạ chuyên dùng mua theo yêu cầu của cô đó. Tâm trạng tốt, tặng cho anh một miếng. Cảm ơn bà chủ. Đừng khách sáo. Có thời gian đăng status trực WeChat mà không có thời gian trả lời WeChat của tôi. Anh đến làm gì? Tiệm của tôi mà tôi không được đến sao? Anh không sợ tôi lại khóa anh ở đây sao? Khóa đi. Dù sao tôi cảm thấy ngủ qua đêm ở đây cũng không tệ. Huống chi hôm nay tôi có mang theo chìa khóa. Qua đêm ở đây rất tốt. Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây. Cô ngủ ở đây. Hôm nay tôi vừa mới gọi nhân viên quét dọn dọn nhà sạch sẽ. Cô muốn ngủ ở đây, vậy thì không phải phí công dọn dẹp sao? Theo tôi về nhà đi. Về nhà? Về nhà gì chứ? Bắt đầu năm 6 tuổi tôi đã không còn nhà nữa rồi. Ba mẹ ly hôn sao? Ly hôn là. Bà ngoại qua đời rồi. Trước đây ba mẹ phải đi làm. Từ lúc sinh ra tôi đã sống với bà ngoại. Bà ngoại tôi rất tốt. Không chỉ nấu ăn ngon mà kể chuyện cũng hay nữa. Từ nhỏ tôi đã nghe bà kể chuyện mà chìm vào giấc ngủ. Kể chuyện gì vậy? Tôi nhớ là bà nói với tôi, nơi có người mới là nhà. Nhưng bà lại đột ngột qua đời. Tôi chỉ có thể trở về sống cùng với hai người xa lạ thôi. Mặc kệ hai người đó có ly hôn hay không, đối với tôi mà nói, nơi đó không phải là nhà. Đó chỉ là căn nhà chứa đầy hơi thở lạnh lẽo mà thôi. Chắc chắn là anh không ngờ tới đúng không? Họ nhìn tôi như nhìn một người khách vậy. Lúc nào cũng khách sáo lịch sự. Hơn nữa, đa số thời gian là tôi không gặp được họ. Họ rất bận.
Tôi chỉ có thể gặp được giúp việc thôi. Sau đó cuối cùng họ cũng chia tay. Tôi bắt đầu không ngừng chuyển nhà. Trước tiên là chuyển nhà vì ly hôn. Sau đó con người mẹ tôi chuyện gì cũng phải hơn thua. Nghe nói ba tôi tái hôn rồi bà ấy mua một căn nhà lớn. Nghe nói ba tôi mua một căn nhà lớn, bà ấy lại mua một căn nhà lớn hơn, rồi lại chuyển nhà. Bà ấy chỉ biết dùng cách này để chứng minh rằng bà ấy sống tốt hơn ba tôi. Bà ấy lúc nào suy nghĩ tới tôi chứ? Có biết tại sao tôi thích ở khách sạn không? Bởi vì tôi sẽ không nghe được hai người họ cãi nhau. Hơn nữa, mặc kệ tôi bừa bộn như thế nào thì hôm sau cũng sẽ sạch sẽ. Tôi làm gì có nhà chứ? Nhà của tôi không lớn không nhỏ, chỉ có vài cái vali. Chỉ có vài cái vali thôi sao? Cô mất trí nhớ rồi à? Tôi đi tới đi lui giúp cô chuyển rất nhiều vali. Bây giờ chúng ta ở chung một nhà rồi. Chúng ta cũng được xem như người một nhà. Có phải anh nghe không hiểu không? Tôi nói rồi, nơi có căn nhà không phải là nhà, nơi có người mới là nhà. Đúng vậy, nơi có người mới là nhà. Tôi không phải người sao? Không phải. Qua đây. Cô không về. Tôi cũng không về nữa. Ở đây ngủ cùng cô. Được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
Anh muốn làm gì? Còn muốn chạy sao? Sao tôi lại phải chạy chứ? Đây là nhà tôi mà. Cũng đúng. Người trưởng thành rồi, hai người tình nguyện ngủ với nhau, có gì to tát chứ? Tôi cảnh cáo anh, anh tuyệt đối đừng có dây dưa với tôi. Biểu cảm gì vậy? Không phải anh muốn tôi chịu trách nhiệm với anh chứ? Nghĩ gì vậy? Sao có thể chứ? Cô cố ý nói vậy với tôi có phải không? Chủ yếu muốn tôi chịu trách nhiệm với cô. Hàng sẵn tôi là người như thế nào chứ? Được thôi, không có thì tốt. Cô đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích. Tôi tìm điện thoại. Điện thoại đâu? Tìm thấy điện thoại của tôi rồi. Tìm thấy rồi thì đi đi. Tôi nói cô biết, là người trưởng thành. Chuyện đôi bên tình nguyện. Đúng vậy. Cô đừng xem là thật. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Anh mới suy nghĩ nhiều đó. Còn muốn lén lút trốn đi. Cút. Chào mọi người, trước tiên tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là Lăng Vi, là giám đốc phòng kinh doanh mới nhậm chức. Có lẽ mọi người vẫn còn xa lạ với tôi. Trước đây tôi luôn công tác ở Mỹ. Lần này trở về cũng xem như nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Rất vinh hạnh khi có cơ hội được dẫn dắt đoàn đội ưu tú của mọi người. Mọi người được trải qua chế độ đào thải người đứng cuối của SG, có thể ở lại đến bây giờ đều là tinh anh trong ngành. Hơn nữa tôi tin rằng bản thân của mỗi người nhất định có rất nhiều điều đáng để tôi học hỏi. Hy vọng chúng ta có thể ủng hộ lẫn nhau, cổ vũ lẫn nhau ở những lần hợp tác trong tương lai để cho công việc kinh doanh của chúng ta tiến lên một bước ngoặt mới. Quản lý Hạ cũng hy vọng là chúng ta có thể tạo ra những kỳ tích khác. Quản lý Hứa Tổng nói với tôi, cô đã thông qua cuộc phỏng vấn lên chức nội bộ. Theo trình tự thông thường thì tháng sau có thể lên chức quản lý rồi. Nhưng mà tôi đã không đợi được nữa. Tôi mới vừa nhận chức, cần có cánh tay đắc lực. Không biết cô có đồng ý hay không? Đương nhiên là đồng ý rồi. Vậy được. Hạ Nhan, bắt đầu từ hôm nay, cô chính là quản lý phòng kinh doanh của chúng ta. Khoảng thời gian này, tiếp tục phụ trách dự án hành tinh bản thân. Chúc mừng, xin chúc mừng. Hạ Nhan giỏi quá đi, cảm ơn giám đốc. Hơn nữa tôi còn nghe nói, trước đây cô đề nghị hủy bỏ chế độ đào thải người kém nhất ở phòng kinh doanh đúng không? Đúng vậy, bởi vì phòng kinh doanh có rất nhiều việc cần mọi người giúp đỡ lẫn nhau mới có thể hoàn thành xuất sắc. Chế độ đào thải người kém nhất mặc dù tăng cao hiệu quả làm việc cá nhân nhưng lại làm mất đi không khí hợp tác. Tôi nghĩ như vậy là mất nhiều hơn được. Hạ Nhan, nói có lý. Tôi tuyên bố, bắt đầu từ tháng này, chính thức hủy bỏ chế độ loại người đứng cuối. Cảm ơn Giám đốc Lăng. Giám đốc Lăng, chúng tôi yêu chị. Cảm ơn sếp. Quy tắc không gắt như trước nữa, nhưng mọi người nhất định không được lơ là đấy. Mong rằng trong không khí thoải mái hơn, mọi người sẽ làm tốt hơn. Mọi người có thể làm được không nào? Được. Thăng chức rồi sao? Đúng là hôm qua anh đã đích thân tuyên bố. Chỉ đáng tiếc, hôm qua bận quá, nên anh lỡ mất cơ hội tốt. May mà không phải anh, nếu không, người ta lại nghĩ em đi cửa sau. Hôm nay cùng đi ăn đi, chúc mừng em thăng chức. Chứ ăn mừng vì hành tinh bản thân, đã chính thức ra mắt. Được không, quản lý Hạ? Nhưng mà, Lăng Vi, chờ lúc đi ăn rồi nói. Gia Kiệt buổi sáng nhé. Cảm ơn.
Quá. Alo, thực sự rất xin lỗi, anh có chút chuyện cần xử lý, không thể đi ăn với em được. Không sao, tự em đi được rồi. Anh làm việc trước đi. Vậy hôm khác ăn mừng với em sao? Vậy anh nhớ ăn cơm đấy. Nghiêm tổng, chúng ta nói chuyện hợp tác đi. Giờ chắc trợ lý của tôi cũng tới rồi. Được, vậy giờ tôi sẽ qua đó. Mời cô Hạ. Cảm ơn. Nào. Dự án tiến triển tới đâu rồi? Trước khi tan làm vào mỗi thứ sáu, tôi đều sẽ hoàn thành báo cáo dự án. Báo cáo tuần trước Nghiêm tổng đã nhận được rồi chứ? Đó là chuyện tuần trước. Tôi nghe nói tuần này trước khi dự án được ra mắt thì lại xảy ra chút vấn đề nhỏ. Đúng vậy, xuất hiện được lỗi nhỏ nhưng mà đã được sửa rồi. Là Hứa Thành Nhật tự sửa sao? Là Hứa tổng và Lăng tổng cùng làm sửa lại lỗ hổng nhanh nhất có thể. Anh yên tâm, không ảnh hưởng gì đến dự án này. Sau này dù không bị ảnh hưởng thì xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng cần nhận được báo cáo ngay. Tôi hiểu. Còn nữa, các cô có bất kỳ thay đổi về mặt nhân sự tôi cũng phải biết hết. Vậy nghĩa là sao? Vào ngay lúc app chuẩn bị ra mắt, các cô lại đi đổi giám đốc, đổi tướng ngay trước khi ra trận là đại kỵ nhà binh. Vậy này không chỉ ảnh hưởng đến sĩ khí của đoàn đội cô, mà còn ảnh hưởng đến tiến độ của cả dự án. Cho nên tôi bắt buộc phải biết hết. Anh muốn giám sát tiến độ dự án hay là muốn giám sát Lăng Vi? Cô nghĩ sao cũng được. Tôi làm vậy, đối với tôi, đối với cô đều có lợi. Mong cô hiểu cho. Tôi biết anh với Lăng Vi từng có khúc mắc. Đây là một bữa ăn để bàn công việc. Tôi không muốn nói chuyện riêng. Tôi không cố ý nghe ngóng chuyện riêng của anh. Tôi chỉ cảm thấy không nên để chuyện riêng trong quá khứ ảnh hưởng tới công việc hiện tại. Dù sao chuyện cũng đã qua nhiều năm như vậy. Dù có khúc mắc thì hẳn cũng nên buông bỏ rồi. Nếu tôi không thể buông bỏ quá khứ thì sẽ không hợp tác với Hứa Thành Vật. Vậy tại sao lại muốn tôi làm gián điệp? Tôi không bảo cô làm gián điệp. Tôi chỉ muốn bù đắp cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Huống hồ gần đây cô với Hứa Thành Vật cũng chẳng yên bình lắm thì phải. Chuyện giữa chúng tôi không cần người ngoài giúp. Cô đó quá là không hiểu Lăng Vi. Lăng Vi là một phụ nữ mạnh mẽ. Cô ấy ở Mỹ bao nhiêu năm, sở dĩ quay về nước là vì ở trong nước cô ấy có giá trị cao hơn. Nhưng giờ cô ấy lại đi chấp nhận vị trí thấp như giám đốc kinh doanh của SG. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là ở SG có thứ còn quan trọng hơn chức vụ. Đương nhiên, không phải tôi cố ý nâng cao cô ấy để dìm cô xuống. Luận mưu trí, năng lực, kinh nghiệm, cô ấy đều mạnh hơn cô. Nếu bây giờ cô muốn giữ lấy Hứa Thành Vật thì hợp tác với tôi là cơ hội duy nhất của cô. Bởi vì tôi hiểu rõ họ, cô có thể sẽ có một chút khả năng giành chiến thắng. Đương nhiên để đáp lại, tôi chỉ cần cô sử dụng ưu thế địa lý, nói cho tôi thông tin về Lăng Vi là được. Xin lỗi Nghiêm tổng, tôi sẽ không bán đứng tin tình báo của công ty, cũng sẽ không dùng thủ đoạn để bảo vệ tình yêu của mình. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, cũng cảm ơn bữa trưa của anh. Nhưng mà lần sau trước khi tìm tôi, phiền anh nói trước là hợp tác kiểu gì. Nếu không tôi sẽ bị coi là tùy tiện rời khỏi vị trí, sẽ bị trừ lương. Đến sớm như vậy sao? Đến đúng lúc lắm. Nào nào, cậu cầm lấy cái này đi. Làm gì? Đừng cứng nhắc như vậy, trông có như cầm dao phẫu thuật ấy. Nhấc ngón út lên. Nhấc lên đi. Được chưa? Đợi một chút nhé.
Rồi rồi, đẹp đấy. Gọi mình qua đây làm gì? Không phải là để bảo mình làm mẫu tây chứ. Mình chỉ mời cậu đi ăn chút đồ ngọt. Tiện thể nói cậu biết mình tán đổ Mã Khắc rồi. Không chỉ một lần. Đặc biệt gọi mình ra đây chỉ là để nói chuyện này thôi sao? Mình biết cậu không có ý định gì với anh ấy, nhưng ít nhất lúc trước người ta cũng từng theo đuổi cậu mà. Coi như là người của cậu, mình tuân theo quy tắc bạn bè với nhau bắt buộc phải thành thật, mình tới báo cáo với cậu. Cậu phản ứng nhạt nhẽo như vậy, mình rất là mất mặt đấy. Hai người yêu nhau, mình không có ý kiến. Mình còn lâu mình mới yêu đương với anh ấy. Nói đi, suốt cuộc tìm mình có chuyện gì? Mình nói rồi còn gì, mình báo cáo với cậu một chút, với lại mời cậu ăn cái bánh. Rồi sao nữa? Đúng là không giấu nổi cậu. Sau đó thì là có một vấn đề nhỏ. Vấn đề nhỏ gì? Đã lâu như vậy rồi mà Khắc chưa nói gì với cậu sao? Nói gì? Anh ấy không nói gì mà anh ấy thích mình đến đâu các thứ. Mình với anh ấy, cậu muốn biết đến thế, sao không đi hỏi thẳng anh ấy đi? Còn lâu mình mới hỏi, chắc chắn là anh ấy thích mình. Hạ Nhan, giám đốc Lăng, cô ra ngoài rồi sao? Thảo nào, bữa trưa định rủ cô đi ăn mà không tìm được cô. Tôi đến NK một chuyến. NK, đi gặp Nghiêm Trường Quân sao? Đúng vậy, anh ấy là người hợp tác với hành tinh bản thân, muốn tìm hiểu một chút về tình hình ra mắt của hành tinh bản thân. Anh ta biết chuyện áp bị lỗi rồi sao? Đúng vậy. Tin tức nhanh nhạy thật. Vậy có hỏi đến tôi không? Cái này... Được rồi, không cần trả lời. Chắc cô biết quan hệ giữa tôi, Nghiêm Trường Quân và Hứa Thành Vật chứ? Cô biết một chút. Hứa Thành Vật cũng nói quan hệ giữa hai người cho tôi rồi. Anh ấy không phải người thích mập mờ. Tôi cũng không phải người sẽ bám mãi lấy quá khứ. Đối với chuyện của hai người, tôi thật lòng chúc phúc. Cảm ơn nhé. Đi thôi, mời. Giám đốc Lăng, túi. Hạ Nhan, bình tĩnh lại. Hạ Nhan à, cô sao rồi? Cứu với, có người bị kẹt rồi. Cứu với. Hạ Nhan, tôi không nhét vào được. Cô không sao chứ? Cô không sao chứ? Giám đốc Lăng, không sao. Chắc không bị thương đến xương đâu. Mấy hôm nữa đỡ sưng là được. Sao vậy? Hai người làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Hai người làm sao? Vừa rồi gặp tai nạn ở thang máy. Hạ Nhan, cổ cô sao vậy? Cổ cô bị thương rồi. Không sao. Cổ Hạ Nhan bị quay túi xiết bị thương. Anh mau đưa cô ấy đi viện đi. Kiểm tra một chút. Cổ em bị thương à? Em không sao. Anh đưa em đi viện. Cầm giúp tôi với. Em không sao thật mà. Không được, bắt buộc phải kiểm tra một chút. Giám đốc, sao tay của chị bị thương nghiêm trọng như vậy? Không sao, chỉ bị ngoài da thôi. Em cũng bị thương sao? Hạ Nhan bị nặng hơn. Anh mau đưa cô ấy đi viện đi. Em đi cùng luôn đi. Chúng ta cùng đi viện đi. Tôi thực sự không sao. Mau đi đi. Hạ Nhan, cô mau đi khám đi. Kiểm tra xong là yên tâm. Cô như vậy mọi người làm sao yên tâm được chứ? Hai người mau đi đi. Đi đi. Mau đi đi. Đi thôi, mau.
Giám đốc, chị thực sự không sao chứ? Bảo bên quản lý cơ sở vật chất sửa thang máy đi, sau này không thể để xảy ra chuyện như vậy được. Dân, sợ chết đi mất. Thang máy đoạt mạng sao? Không sao đâu, mọi người đi làm việc đi. Giám đốc xử lý vết thương đi. Bây giờ cậu đang có triệu chứng bị nghiện điển hình. Anh ấy có phải Margarita đâu, chỉ là mã khắc dở hơi thôi, có gì mà nghiện. Bác sĩ các cậu đúng là cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, nhưng không thể chẩn đoán bừa cho người ta được. Được, vậy mình không chẩn đoán. Hạ Nhan gọi, để nó chẩn đoán cho cậu ha. Sao vậy? Cái gì? Được, em đợi ở nhà đi, chị dứt sẵn về ngay. Sao vậy? Hạ Nhan xảy ra chuyện. Còn đau không? Bôi thuốc vào xong đỡ hơn nhiều rồi. Vậy em nghỉ ngơi đi, mai không cần đi làm nữa. Vậy làm sao được? Giám đốc Lăng còn không nghỉ. Vết thương của cô ấy sao rồi? Cô ấy chỉ bị ngoài da thôi, không nghiêm trọng như em. Hôm nay may mà có cô ấy cứu em, nếu không chuyện này đều tại anh. Tai nạn như vậy làm gì có ai tránh được, sao lại trách anh được? Anh vừa nói không để em bị thương xong thì lại xảy ra chuyện rồi. Vậy chẳng lẽ anh còn có thể làm vệ sĩ 24/24 cho em sao? Nếu có thể thì đương nhiên là anh mong muốn rồi. Anh mong em đừng rời xa anh một giây phút nào hết. Hạ Nhan, em dọn qua nhà anh ở được không? Như vậy thì nhanh quá. Nhưng mà cứ nghĩ đến việc phải rời xa em, anh lại sợ anh vừa quay người đi thì em lại xảy ra chuyện. Yêu đương với cấp trên đã rất kỳ cục rồi. Em mà còn dọn qua nhà anh ở thì bên nhân sự sẽ qua nói chuyện với em mất. Sợ gì? Công ty chúng ta đâu có quy định rõ ràng là không cho nhân viên yêu đương. Hơn nữa, anh cũng đâu phải cấp trên trực tiếp của em. Nhưng mà cấp trên trực tiếp của em là bạn gái cũ của anh, như vậy càng kỳ cục hơn. Em có để ý không? Em cũng không biết. Cô ấy xuất hiện quá đột ngột, em vẫn chưa kịp phản ứng. Anh có biết người thay thế Tiết Ninh là cô ấy không? Trước khi đến gặp em, anh vốn còn chẳng biết là Tiết Ninh sẽ từ chức. Tối qua lúc cô ấy xuất hiện, em còn thấy hơi sợ. Sợ? Em sợ anh vẫn còn thích cô ấy sao? Không phải. Nếu hai người vẫn còn tình ý với nhau thì cùng lắm em chia tay với anh thôi, có gì phải sợ? Em nói gì vậy? Chúng ta vừa mới ở bên nhau, không cho em nói chuyện chia tay. Em giả sử thôi. Giả sử cũng không được. Bắt đầu từ bây giờ, em chỉ được tưởng tượng chúng ta bên nhau đến già như thế nào thôi. Anh cũng từng nói với Lăng Phi như vậy sao? Xin lỗi, là em sai. Em không nên hỏi mấy câu ấu trĩ như vậy. Cho nên em vẫn rất để ý chuyện anh với cô ấy ngày xưa. Nếu nói em không để ý thì là giả đấy. Nhưng sau khi trải qua chuyện hôm nay, em có thể xác định cô ấy là người tốt. Hơn nữa cũng sẽ không mang phiền phức cho anh. Em yên tâm rồi. Em không muốn dặn dò anh, bảo anh tránh xa cô ấy một chút. Không được nhìn cô ấy, không được nói chuyện với cô ấy, không được đi ăn với cô ấy các thứ sao? Như vậy sao mà được? Hai người còn phải làm việc với nhau. Ngốc thật. Hạ Nhan, mình nói này Hạ Nhan, cậu không sao chứ? Mình không sao. Bôi thuốc vào xong đỡ hơn nhiều rồi. Mọi người đều quan tâm mình như vậy, sao mình đỡ làm mọi người buồn chứ? Lúc này rồi cậu còn dẻo miệng, làm mình hết cả hồn. May mà không sao.
Công ty của mấy người dùng cái thang máy rỗm đời gì vậy? Tôi sẽ nói với Hàng Minh Châu, công ty của anh. Không trách anh ấy, không liên quan tới anh ấy mà. Hạ Nhan còn đang bị thương, cậu làm mình hết cả hồn, suốt cuộc là bị thương ở đâu? Đỡ hơn nhiều rồi, mình cho cậu xem. Đỏ vậy, cậu về với mình xem là một chút. Cậu có phải bác sĩ đâu, cậu nhìn ra được cái gì? Được rồi, không sao là tốt rồi. Uống cà phê ở quán bar, sư huynh phong cách thật. Anh nghĩ hai chúng ta cũng chẳng có bao nhiêu chủ đề để nói với nhau. Một ly cà phê là đủ rồi. Tay em làm sao vậy? Hôm nay Hạ Nhan bị kẹt trong thang máy, tình hình tương đối nguy hiểm. May mà có em ở đó. Hạ Nhan là ai? Không cần em giới thiệu nữa chứ. Bao nhiêu năm không gặp, đàn anh không muốn biết em đã gặp chuyện gì sao? Những gì anh muốn biết, anh đã tìm hiểu cả rồi. Cả chuyện công ty chồng em sắp phá sản. Đó là chồng cũ rồi. Đó là chuyện riêng của em, anh không có hứng thú. Nhưng em có hứng thú muốn tìm hiểu anh. Tình hình mấy năm nay của anh, NK nằm bên kia đường, đã nói rõ cả rồi. Em nhớ anh từng nói muốn tạo nên một đế quốc là NK đúng không? Đế quốc gì chứ, chỉ là một tòa nhà thôi. Cách mục tiêu của anh còn xa lắm. Có lẽ anh nên học theo em. Cái gì mà sự nghiệp, cái gì mà lãnh thổ đều là hư danh. Làm một giám đốc kinh doanh thỏa mãn vui vẻ cũng tốt mà. Anh vẫn còn giận em vì chuyện năm đó sao? Đổi lại là em, có thể không giận không? Nhưng em đã chia tay với Hứa Thành Vật rồi. Anh không phải là vì chuyện tình cảm. Vậy là vì chuyện bán phần mềm rồi. Tất cả lợi nhuận từ việc bán phần mềm, ba người chúng ta đều được chia đều cả. Em không lấy thêm một đồng nào. Chuyện này đối với chúng ta mà nói, đây là số tiền lớn đầu tư đầu tiên trong cuộc đời. Em tin rằng nếu không có khoản tiền đó, cũng sẽ không có NK của bây giờ, đúng không? Nếu như phần mềm này để chúng ta tiếp tục phát triển, thì kết quả nhất định sẽ còn tốt hơn nữa. Anh cho rằng chỉ dựa vào ba người chúng ta sẽ phát triển nó tốt hơn những công ty lớn có vốn có khả năng hay sao? Đương nhiên, vì những công ty lớn đó mua phần mềm của chúng ta không phải là vì phát triển nó cho tốt, mà là vì muốn chúng rút khỏi thị trường, có thể để cho phần mềm của họ bớt đi một phần cạnh tranh. Nếu như họ không sử dụng thủ đoạn như vậy, thì chúng ta chưa chắc đã thua. Em phải biết rằng mấy năm nay, những ví dụ về công ty nhỏ có thể kiên trì lật đổ công ty lớn đâu đâu cũng có. Những ví dụ về công ty nhỏ tan xương nát thịt chết không có chỗ chôn còn nhiều hơn nữa. Đúng vậy. Đó chính là sự khác biệt giữa anh và em. Anh lựa chọn tin tưởng, còn em từ đầu tới cuối lựa chọn không tin. Vậy nên rất không may rằng công ty của em bị đóng cửa rồi. Còn công ty của anh thì có lẽ đúng vậy. Em không thích mạo hiểm giống như anh. Nhưng đây chỉ là do chúng ta có suy nghĩ không giống nhau. Không có ai đúng ai sai. Không cần thiết phải ghi thù mãi như vậy. Đúng. Nhưng em đã nói dối, không phải sao? Em rõ ràng biết rằng bọn họ mua phần mềm của chúng ta chỉ là để đem bỏ xó. Nhưng em vẫn đảm bảo với Hứa Thành Vật rằng nó sẽ phát triển thật tốt, để cậu ta ủng hộ em bán phần mềm đi. Đúng không? Anh nghĩ Hứa Thành Vật ngây thơ như vậy sao? Bây giờ thì không. Nhưng năm đó, cái tên ngu ngốc đó tin vào mỗi một câu mà em nói. Năm đó em thực sự không lừa anh ấy. Cho dù bây giờ các anh có hợp lại để báo thù em, thì em cũng không thẹn với lòng. Cuối cùng cũng nói đến điểm quan trọng rồi. Hôm nay em đến đây không phải là muốn hỏi anh có giúp Hứa Thành Vật hay không sao? Em không cần đi một vòng như vậy. Con người anh thích sự thẳng thắn. Em biết mà. Anh nói như vậy với em nhé. Anh và cậu ta hợp tác trong dự án hành tinh bạn thân là vì bất đắc dĩ. Nếu như có bất kỳ lựa chọn nào khác, anh sẽ không giúp cậu ta đâu. Nhưng em phải nhớ rằng cho dù em muốn làm gì, nhất định đừng trêu chọc lên đầu của anh. Em hiểu chưa? Đàn anh, em nghĩ là anh lo xa quá rồi. Hôm nay em chỉ đến hàn huyên chuyện cũ. Nhưng mà anh nghi ngờ em cũng có thể hiểu được. Cho dù thế nào, lâu ngày sẽ thấy được lòng người. Em sẽ làm cho anh thay đổi cách nhìn về em.
Tốt lắm. Anh vô cùng mong chờ màn biểu diễn của em. Đừng để anh thất vọng đấy. Tiểu Lôi, cua này mình không làm được gì đâu đấy. Cậu để đó để mình làm. Hay cậu cầm nó ra xa một chút được không? Nó đâu có cắn chứ. Hai người họ có chuyện gì vậy? Nhìn vị trí không đúng lắm. Mình cũng không biết. Dù sao thì mấy tối rồi Hà Nhan không về nhà. Cái gì? Có gì mà bất ngờ vậy chứ? Nó và Hứa Thành Nhật thích nhau cũng không phải là chuyện mới ngày một ngày hai. Nhưng mà đã phát triển đến mức này rồi mà còn không bằng mặt với bọn mình. Có cuộc tình nào còn bằng bạc trước với bọn mình chứ? Nếu như mình đổi bạn trai mà bằng bạc với các cậu thì không phải các cậu sẽ phiền lắm sao? Nhưng Hạ Nhan thì không giống như vậy. Một khi cậu ấy yêu đương thì chuẩn bị dành trọn cả đời. Chắc chắn sẽ tìm chúng ta để nghe ý kiến. Nếu không thì chúng ta là bạn thân để trưng sao? Mình cũng thấy Hạ Nhan nên cẩn trọng một chút. Mình thấy Hứa Thành Nhật đó. Sao vậy? Cậu có thành kiến với Hứa Thành Nhật sao? Cũng không có gì thành kiến đâu nhỉ. Chỉ là Hạ Nhan đúng là quá đáng thật. Dẫn sói vào nhà nhanh như vậy, còn bắt chúng ta nấu cơm cho anh ta ăn. Là ai? Vừa rồi ở đây kích động nói Hạ Nhan vừa thoát một kiếp. Chúng ta nhất định phải nấu một bữa để chúc mừng với nhau. Thì mình thấy Hạ Nhan bị thương, mình thấy đau lòng chứ sao. Muốn mọi người cùng ăn một bữa cho vui vẻ. Ai mà biết còn phải làm việc chứ. Cậu đã làm cái gì chưa? Không phải chỉ có mình với Tiểu Lôi làm sao? Đúng vậy. Mình tìm một người đến làm. Ai vậy? Anh đoán xem bọn họ đang ở ngoài bàn luận như thế nào về chúng ta. Mặc kệ họ đi. Em còn cho rằng anh không muốn ở lại ăn cơm. Tại sao vậy? Nhiều người vậy mà. Lần này tuyên bố với thiên hạ. Anh là muốn tuyên bố với thiên hạ mà. Anh muốn cả thế giới này biết rằng Hạ Nhan là của anh, đừng hòng có ai giành được. Ai mà giành chứ? Hôm nay anh đã nói với Lăng Vi rồi. Em là bạn gái của anh. Cô ấy nói thế nào? Điều gì cô ấy nói chúc phúc? Hơn nữa cô ấy cũng có bạn trai rồi. Em không cần lo lắng. Anh chủ động nói với cô ấy sao? Đúng vậy. Anh không muốn có sự mờ ám hay hiểu nhầm gì đó. Vậy anh không sợ sao? Sợ gì? Sợ bản thân anh sẽ hối hận. Anh sẽ không như vậy đâu. Em còn không tin anh sao? Em tin. Đương nhiên là em tin anh rồi. Chào mừng, đến rồi sao? Nhà cô cũng sáng sủa đấy. Sự văn đỏ, Sena từ trang trại Italy. Xem như anh hiểu chuyện, thay giày đi. Được. Lần đầu tiên tới nhà của cô thì phải chuẩn bị chu đáo một chút chứ. Đang bận sao? Nhà cô to thật đấy. Hỏi anh chuyện này, Hạ Nhan và Hứa Thành Vật là sao vậy? Hạ Nhan và Hứa Thành Vật. Không biết. Sao vậy? Hứa Thành Vật cũng ở đây sao? Hai người đó. Được đấy. Anh không biết thật sao? Tôi thực sự không biết. Từ lúc cô ấy về nước hai chúng tôi còn chưa gặp nhau. Không được, tôi phải đi tìm cô ấy. Anh quay lại đây đừng có làm phiền người ta. Anh mau đi nấu đồ. Tôi vừa mới vào cửa nhà còn chưa ngồi ấm mông đã bắt đi nấu đồ ăn. Tôi gọi anh đến để nấu ăn mà. Được, tôi đi làm ngay. Cô thì làm gì? Tôi ngồi đợi ăn thôi. Cô là thùng cơm sao? Anh nói gì vậy? Đồ tôi nấu anh có dám ăn không? Nói cũng đúng. Xem như cô còn tự biết lấy mình. Hi.
Bác sĩ Mã đến rồi. Đến rồi đây. Rượu để đâu? Đặt trên bàn là được. Được. Vừa rồi sẵn nói tìm được người giúp, hóa ra là anh. Tôi không phải là giúp người lấy niềm vui sao? Hạng Nam, tôi thấy nhà bếp này không hợp với cô đâu. Hay là cô ra ngoài trước đi, cứ để tôi ở trong bếp. Nào, có gì cần tôi giúp không? Không có gì đâu, anh là khách mà. Anh cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi. Cứ để tôi làm là được. Hôm nay tôi đến đây là để giúp mọi người nấu ăn đấy. Nhanh lên, vậy anh thái cà tím đi. Nghĩ xong chưa? Có muốn cùng Hạ Nhan công khai tình yêu không? Sao vậy được chứ? Mình là muốn để tên Mã khác này đến, để cảm nhận sự ngọt ngào khi những cặp đôi khác ở chung với nhau, để nhận ra rằng anh ta còn có một nữ thần muốn mà không có được. Như vậy anh ta sẽ tỏ tình với mình, sau đó thì cậu có thể từ chối người ta. Đương nhiên rồi. Cậu đừng nói với các cậu ấy đấy. Cái gì? Mình nói là cậu đừng nói gì với các cậu ấy. Gì chứ?